rất là rủi ro cơ quan thuế vào. Họ sẽ kiểm tra dựa trên cái bản chất của vấn đề. Ví dụ như là bây giờ mình nói là có một người được cấp một cái vị trí nhân viên được cấp 1 triệu tiền hay là 2 triệu tiền điện thoại, 1 triệu tiền xăng xe một tháng để phục vụ công việc. Nhưng mà nếu mà không chứng minh được rằng là cái người đó, cái công việc của người đó cần sử dụng nhiều cái điện thoại hoặc nhiều cái xăng xe, ví dụ như là thuộc bộ phận kế toán nhưng mà đã được cấp gần 2 triệu xăng xe một tháng hay là 1 triệu điện thoại một tháng, thì cái đó cơ quan thuế họ có quyền họ yêu cầu giải trình, họ yêu cầu là nghi ngờ về những vấn đề đó. Họ không coi đấy là cái chi phí phục vụ công việc mà họ coi đấy là cái phục vụ trực tiếp cho người lao động và phải tính thuế thu nhập cá nhân đó. Thế cho nên là chúng ta rất cần quan tâm đến cái tính logic của những cái khoản chi phí về cho người lao động. Ví dụ như là như này, ví dụ như những khoản xăng xe thì đối với bộ phận sale hoặc bộ phận vận chuyển, đúng không? Bộ phận đi phát triển thị trường, bộ phận marketing chẳng hạn như thế, thì họ rất cần đấy, thì rất cần những cái chi phí đó, thì cái việc phát sinh những chi phí đó là hợp lý. Tuy nhiên nó sẽ là ở trong những cái chừng mực nhất định. Thì hiện tại thì là cơ quan thuế không có cái mức trần nào cho cái việc tiền điện thoại là tối đa bao nhiêu, tiền xăng xe là tối đa bao nhiêu, hay là công tác phí là tối đa bao nhiêu. Tuy nhiên rằng là nó vẫn phải ở cái mức độ hợp lý. Chúng ta không thể nào mà đẩy cái chi phí lương vào những cái phần đấy một cách bất hợp lý để mà giảm cái thu nhập cá nhân được, nó sẽ mang đến những cái rủi ro rất lớn. Ví dụ như là một người thì có thể là để trên bảng lương là lương cứng chỉ có 5 triệu, tuy nhiên công tác phí một ngày đi công tác tận 2 triệu, ví dụ như thế chẳng hạn như thế. Thì đấy là những cái điểm bất hợp lý, mặc dù nó không có quy định về mức trần hay mức sàn cho cái việc đó. Tuy nhiên rằng cơ quan thuế hoàn toàn có thể nhận thấy yêu cầu doanh nghiệp giải trình về sự bất hợp lý đó, và họ có quyền là nghi ngờ và từ chối công nhận cái việc bất hợp lý đó. Cho nên là một lần nữa là lưu ý anh chị là cái việc là logic trong những cái chính sách của mình, logic trong cái hồ sơ chứng từ của mình nó cũng rất là quan trọng. Bên cạnh cái việc của luật thì nó phải logic nữa đó. Thì các anh chị lưu ý là như vậy. Chi phí khác, một cái chi phí cho người lao động khác như là một người trình bày ấy, là bên cạnh cái chi phí trực tiếp mà liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ là những cái chi phí phúc lợi cho người lao động. Thì trước đây những cái khoản chi phí phúc lợi cho người lao động thì nó luôn là vấn đề gây tranh cãi là cái đấy có phục vụ sản xuất kinh doanh hay không, và có phải là chi phí được trừ hay không. Ví dụ như chi phí đi nghỉ mát, hay là chi phí hiếu hỉ, hay là chi phí mùng 1 tháng 6 hay là 34 một năm coi như là tổ chức cái ngày kia cho người lao động như thế. Thì đấy là những cái khoản phúc lợi cho người lao động. Những khoản phúc lợi cho người lao động như vậy thì cơ quan thuế thì họ có thể lập luận là nó không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và không cho trừ. Tuy nhiên ý, là hiện tại ý, thì theo quy định ý, thì là có một cái khái niệm ở đây các anh chị lưu ý, đấy là cái khái niệm là doanh nghiệp sẽ được chi những khoản phúc lợi đó miễn rằng là tổng cái khoản chi phúc lợi nó không vượt quá một tháng lương bình quân thực hiện đó. Ví dụ như một tháng lương bình quân thực hiện của anh chị trong một năm là 100 triệu, thì nhưng mà cái tổng cái khoản chi phúc lợi của người lao động kể cả không liên quan đến hoạt động kinh doanh nó vượt quá 100 triệu, nó 120 triệu, thì cái phần 20 triệu bị vượt lên ấy, nó không được trừ. Còn cái phần mà dưới 100 triệu, nếu mà cái phần dưới 100 triệu thì mình vẫn được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì các anh chị cũng lưu ý phần đấy. Nhưng mà có một cái ở đây cũng lưu ý luôn là các anh chị cần hiểu rất là rõ cái khái niệm thế nào là một tháng lương bình quân thực hiện. Một tháng lương bình quân thực hiện ở đây là đầu tiên phải hiểu là cái này nó không được tính cho từng cá nhân mà được tính trên góc độ cho toàn công ty. Ví dụ như là tổng lương tháng 12 tháng của công ty nó là bao nhiêu thì mình lại cộng tổng lại, sau đó mình chia cho 12. Chúng mình không phải là cộng của từng cá nhân lại rồi chia 12 rồi tính theo phúc lợi của từng cá nhân. Còn cái vấn đề đấy, một cái nữa đấy là cái khái niệm thực hiện ở đây, tức là cái tháng lương mình có thực hiện, thì cái chữ thực hiện ấy nghĩa là cái tháng lương phải được chi trả trong cái kỳ tính thuế. Nếu mà cái lương đấy mình không chi trả trong kỳ tính thuế thì nó không được coi là lương, là tính vào cái lương thực hiện đó. Thì các anh chị cũng lưu ý cái phần đó để xác định đúng cái khái niệm thế nào là cái tháng lương mình còn thực hiện đó. Ngoài ra thì các anh chị cũng lưu ý là bất kể cái khoản chi nào cho người lao động, mặc dù là liên quan hoạt động kinh doanh hay không liên quan, hay là phúc lợi không liên quan hoạt động kinh doanh, liên quan trực tiếp hay liên quan gián tiếp, thì
để mà được coi là chi phí tự trừ thì nó có một cái điểm chung, đấy là nó đều phải được quy định tại một cái hồ sơ nào đấy của doanh nghiệp, có thể là quy định ở trong hợp đồng lao động của người lao động, có thể là được quy định ở trong thỏa ước lao động tập thể, có thể được quy định ở trong một cái ở trong cái quy chế tài chính của công ty, có thể được quy định ở trong một cái quyết định của ban giám đốc tại một thời điểm cụ thể, nhưng mà nó đều phải là được quy định tại một đâu đó thì nó mới là được coi là chi phí được trừ. Đó. Nhân thể nói đến cái vấn đề chi phí được chi phí liên quan đến người lao động này, trong những cái câu hỏi mà ASM nhận được trước cái buổi talk show ấy, thì có một cái câu hỏi cũng rất là hay của chị, đấy là trong cái trường hợp mà doanh nghiệp không có lãi, doanh nghiệp lỗ, tức là tình hình kinh doanh không tốt, tuy nhiên là ở thời điểm cuối năm hoặc là giữa kỳ hoặc là hàng quý, doanh nghiệp vẫn có thưởng cho người lao động, có thể thưởng một tháng lương, có thể thưởng vài tháng lương, vân, thì cái vấn đề đấy có phải là vấn đề rủi ro khi mà cơ quan thuế thanh tra kiểm tra hay không? Cái chi phí thưởng đó có phải là chi phí được trừ hay không, mặc dù tôi có đầy đủ hóa đơn, tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh, tôi có đầy đủ quy chế liên quan hoàn thiện. Thì cái vấn đề này nó cũng đứng trên quan điểm của ASM ấy, thì để mà nói chuyện được về vấn đề này thì để mà có thể là lập luận với cơ quan thuế hay là giải thích với cơ quan thuế thì chúng ta cần đi về bản chất, cần đi về bản chất của một khoản chi phí nó sẽ được trừ khi nào, là nó sẽ khi mà nó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thì đặt ra câu hỏi là một cái khoản thưởng như vậy trong cái bối cảnh kinh doanh lỗ thì có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không? Đó, thì cái vấn đề này nó hoàn toàn là mình có thể giải thích được là có. Vì sao? Vì là cái vấn đề là thưởng cho người lao động nó không chỉ mang mục đích là để thưởng cho hay là để quyết toán lại cái công sức hay là cái doanh số của người ta trong năm dựa trên cái tình hình kinh doanh của công ty, mà nó còn có một cái nhiệm vụ quan trọng hơn, đấy là giữ chân người lao động. Năm nay thì doanh nghiệp có thể là bị lỗ, có thể là kinh doanh không tốt, nhưng mà chúng ta có đơn hàng mạnh mẽ cho năm sau. Thế cho nên là tôi vẫn thưởng người lao động. Bình thường tôi vẫn thưởng người lao động để tôi giữ chân người lao động, đặc biệt là những cái lao động mà có thành tích tốt, để mà chúng tôi có thể là giữ chân người lao động và chuẩn bị nguồn lực để mà thực hiện những cái việc lớn hơn trong năm sau. Nghĩa là cái chi phí của tôi vẫn liên quan đến chi phí đến hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Tuy nhiên rằng là đứng dưới góc độ cơ quan thuế ấy, thì các anh chị cũng lưu ý là cơ quan thuế sẽ có một số cái lập luận kiểu này để mà bác cái việc là doanh nghiệp không được đưa cái phần thưởng cho người lao động nếu mà kinh doanh lỗ. Thứ nhất, đấy là gì? Đấy là cơ quan thuế lập luận là chi phí của anh trong kỳ phải tương ứng với doanh thu. Nếu mà chi phí mà không tương ứng với doanh thu, vì là của anh lỗ mà, anh lỗ thì rõ ràng cái chi phí này bỏ ra thì nó không tương ứng với một khoản doanh thu nào trong kỳ cả, thì là tôi không cho anh trừ cái chi phí đó. Tuy nhiên là đây là những cái lập luận của cơ quan thuế thôi, chứ còn nếu mà chiếu về mặt quy định thì sẽ không có khái niệm nào là khái niệm là bắt buộc yêu cầu là trong cái chi phí trong kỳ thì nó phải tương ứng riêng với cả doanh thu trong kỳ cả. Thì cái này các anh chị cũng lưu ý để có thể có cái phản biện phù hợp với cơ quan thuế. Cái thứ hai nữa ở đây là, nhất là đối với những cái doanh nghiệp FDI, thì cơ quan thuế có thể nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Đấy là sao? Đấy là khi mà anh đã thưởng người lao động như thế này trong một bối cảnh kinh doanh lỗ như thế này, chứng tỏ rằng là về bản chất là anh không lỗ, cho nên anh mới có nguồn lực để thưởng người lao động, và anh có cái hành vi là giấu lãi ở đây, giấu doanh thu ở đây, hoặc là chuyển giá ở đây. Đó, thì đấy là những cái lập luận rất phổ biến của doanh nghiệp, của cơ quan thuế trong cái trường hợp mà công ty có chi thưởng lớn trong khi mà vẫn lỗ, thì các anh chị cũng lưu ý được để mà có những cái giải trình phù hợp. Thì ở đây thì không thể nói hết được là với từng trường hợp thì giải trình như thế nào, nhưng mà ít nhất là anh chị nắm được cái vấn đề như thế đã. Còn vào từng trường hợp cụ thể thì mình sẽ có những cái xét vào bản chất của vấn đề, xét vào tình hình của công ty, xét vào nhiều yếu tố khác thì sẽ có những cái phương án phù hợp. Thì là như vậy đó. Thì về cái phần mà chi phí cho liên quan đến người lao động thì các anh chị cũng rất là lưu ý tất cả những cái vấn đề đó.
Tiếp theo là một cái vấn đề nữa, đấy là cái vấn đề này thì hiện tại cũng có, nó là một vấn đề nổi cộng trong mấy năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và cũng rất nhiều doanh nghiệp lúng túng, không biết triển khai làm thế nào cho đúng, không biết áp dụng như thế nào cho đúng, không biết làm gì về nó và không biết là nó có chứa những cái rủi ro gì. Đấy là những cái vấn đề liên quan đến chuyển giá, liên quan đến hồ sơ giao dịch liên kết, đặc biệt là các cái doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả các cái doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có cái bên liên quan ở trong cùng hệ thống và áp dụng các cái mức thuế suất khác nhau, thuế suất thuế doanh nghiệp khác nhau, thì nó đều có, ví dụ một bên đang bị ưu đãi thuế, một bên đang không bị ưu đãi thuế chẳng hạn như thế, thì tất cả những cái giao dịch liên quan đến những cái công ty đến những cái vấn đề liên quan đó, nó đều có thể dẫn đến những cái vấn đề về rủi ro về giao dịch liên kết, rủi ro về chuyển giá. Thì một trong những cái rủi ro về lớn nhất hay là dễ phổ biến nhất trong cái vấn đề liên quan đến giao dịch liên kết, đấy là doanh nghiệp thiếu cái hồ sơ giao dịch liên kết. Nếu mà các anh chị là doanh nghiệp FDI, có thuộc cái trường hợp mà doanh thu trên 50 tỷ, hoặc là tổng cái giao dịch liên kết, kể cả là mua hay là bán, trên 30 tỷ, thì các anh chị đều thuộc vào cái trường hợp là phải chuẩn bị hồ sơ giao dịch liên kết. Hồ sơ giao dịch liên kết ở đây thì là một cái series, nó là một cái bộ hồ sơ bao gồm 3 cái báo cáo riêng biệt. Đấy là hồ sơ báo cáo hồ sơ giao dịch liên kết quốc gia, báo cáo hồ sơ giao dịch liên kết toàn cầu, và một cái nữa là báo cáo hồ sơ lợi nhuận liên quốc gia. Đó, thì cụ thể về từng cái báo cáo như thế nào thì nó rất là dài và rất phức tạp, thì nếu mà có một buổi nói chuyên sâu về giao dịch liên kết thì sẽ chia sẻ thêm, nhưng mà các anh chị nắm được về cơ bản là như vậy. Tức là cứ anh chị mà các anh chị có phát sinh, có các cái bên liên kết này, có bên liên kết này, và các bên liên kết đấy ở ngoài Việt Nam hoặc là ở trong Việt Nam nhưng mà họ áp dụng cái thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khác anh chị, đấy tổ thứ hai, và thứ ba nữa là doanh thu của các anh chị trên 50 tỷ một năm, hoặc là tổng cái giao dịch liên kết của anh chị trên 30 tỷ một năm, thì các anh chị phải chuẩn bị hồ sơ này. Nếu mà không chuẩn bị hồ sơ này thì có cái rủi ro cao nhất ấy, là cơ quan thuế vào họ có quyền áp cái tỷ suất lợi nhuận cho anh chị. Ví dụ như là cái lợi nhuận của anh chị đang là 3%, lợi nhuận 3% trên doanh thu chẳng hạn như thế, ví dụ như thế. Nhưng mà cơ quan thuế vào, vì là các anh chị không có hồ sơ giao dịch liên kết, thì cho nên cơ quan thuế họ không chấp nhận cái tỷ suất lợi nhuận là 3% của anh chị, mà nói là với cái quy mô của doanh nghiệp, với cái ngành nghề của doanh nghiệp thì cái mức lợi nhuận nó phải là 10%, và họ sẽ áp cái mức 10% đấy lên. Lúc đấy thì họ không cần cần loại chi phí không được trừ, với cả không cần phải xem những cái vấn đề khác để làm gì, họ chỉ cần áp đúng một cái hành động như vậy thôi, thì cái số thuế của doanh nghiệp phải nộp lên sẽ rất là khủng khiếp. Tại vì áp tăng thêm, chỉ cần tăng thêm 1% tỷ suất lợi nhuận thôi, thì cái số tuyệt đối, tức là cái số lợi nhuận tăng thêm, nó cực kỳ lớn. Cho nên là các anh chị cũng là rất cần lưu ý việc này, có thể là rà soát lại doanh nghiệp của mình, nhưng mà hay là rà soát lại các công ty trong tập đoàn của mình như thế, có những công ty nào thuộc vào cái đối tượng phải làm hồ sơ giao dịch liên kết hay không, thì phải rà soát việc đó để thực hiện. Đấy, thì cái đấy là cái vấn đề đầu tiên, và cũng là vấn đề mà cơ quan thuế sẽ luôn đặt trọng tâm. Nếu mà đã họ khoanh vùng được anh chị là thuộc đối tượng phải làm hồ sơ, thì và họ chỉ có mỗi việc là hỏi anh chị làm hồ sơ chưa làm hồ sơ áp xong. Còn kể cả các anh chị làm hồ sơ rồi thì cái việc hồ sơ có được chấp nhận hay không, có giải trình cơ quan thuế hay không thì nó là một câu chuyện khác, nhưng mà ít nhất là mình phải có hồ sơ đã. Đấy là việc đầu tiên. Cái thứ hai ở đây là các anh chị rất là lưu ý đến cái giá mua giá bán cho bên liên kết, cho các cái bên liên quan. Ví dụ như các anh chị bán sản phẩm, các anh chị vừa bán cho bên các bên thứ ba, gọi là bên độc lập, và vừa bán cho các bên liên quan, đúng không? Các chị vừa bán cho nhiều bên một lúc, thì cơ quan thuế họ sẽ rất lưu ý đến cái việc là cái giá mà các anh chị bán cho bên liên kết nó có tương đồng với cái giá mà các anh chị bán cho bên độc lập không. Ví dụ như các anh chị bán cho bên độc lập, tức là bên thứ ba, về giá là 100.000 sản phẩm, nhưng mà các anh chị lại bán cho bên liên kết về giá trị 50.000 thôi. Thế nghĩa sao? Nghĩa là nó làm giảm doanh thu, dẫn đến là giảm lợi nhuận của anh chị trong kỳ. Thì đấy là một cái vấn đề mà cơ quan thuế họ sẽ tập trung vào, và họ yêu cầu doanh nghiệp là chỉ là tại sao lại có những cái việc như thế xảy ra, tại sao lại bán thấp hơn, có cái nguyên nhân logic, nguyên nhân khách quan nào không. Nếu mà doanh nghiệp không giải trình được thì sẽ dẫn đến rủi ro.
là cơ quan thuế áp cái giá bán đó của các cái bên liên kết đó bằng với giá bán của bên độc lập, dẫn đến là mình tăng lên doanh thu và mình tăng thêm lợi nhuận và mình tăng thêm thuế phải nộp, đúng không ạ? Đó, thì cái đấy tương tự như thế với cả những cái giá nhập hàng từ bên liên kết, có thể nhập nguyên vật liệu, có thể nhập từ tài sản cố định, đúng không? Vân vân. Thì các anh chị cũng rất là cần lưu ý rằng là chúng ta phải luôn phải chứng minh được là cái giá nhập từ bên liên kết thì nó cũng tương đồng với cả giá nhập từ các bên khác. Còn nếu mà trong trường hợp mà giá nhập cao hơn thì phải giải trình được nguyên nhân cụ thể, nếu không sẽ có rủi ro là bị áp, bị giảm chi phí, bị giảm giá nhập xuống, bị giảm chi phí xuống. Đó là một cái vấn đề nữa các anh chị cần lưu ý. Cái vấn đề ba liên quan đến cái vấn đề giao dịch liên kết này, đấy là cái này cũng là đối với những cái doanh nghiệp FDI hoặc là những cái tập đoàn Việt Nam, thì rất hay có cái một loại chi phí phát sinh, đấy là cái chi phí quản lý từ công ty mẹ hoặc là từ các công ty thành viên khác, họ thu mình khoản phí quản lý, cái đấy gọi là chi phí nội bộ tập đoàn. Thì những cái khoản chi phí quản lý đó nó cũng là những cái khoản chi phí rất là nhạy cảm, cơ quan thuế họ sẽ tập trung để tìm hiểu xem là cái khoản chi phí đó nó có phải là được chứa hay không. Thì sẽ có một số cái tiêu chí như thế này mà em cũng muốn chia sẻ với các anh chị lưu ý, để mình có thể xác định được là một cái khoản chi phí quản lý như thế nào thì sẽ thỏa mãn cái việc là chi phí tự trừ. Thứ nhất là mình phải chứng minh được là cái khoản chi phí đó, cái chi phí quản lý đó nó thực sự phát sinh, đúng không? Nó thực sự phát sinh. Ví dụ như là công ty mẹ có cử cán bộ nhân viên sang Việt Nam làm việc, hỗ trợ làm việc này làm việc khác theo như trong nội dung hợp đồng của chi phí quản lý, hoặc là họ có thể làm việc họp hành qua email, qua điện thoại và được lưu trữ lại bằng văn bản đó, để chúng ta có thể đưa ra cơ quan thuế biết là những khoản thực sự phát sinh bằng cách này hay cách khác, có tài liệu chứng minh. Cái thứ hai ở đây cũng rất quan trọng, đấy là gì? Đấy là các cái nội dung ở trong cái hợp đồng chi phí quản lý đó ấy, nó phải không trùng lắp với các cái chức năng của doanh nghiệp. Ví dụ như thế này, ví dụ như là một cái khoản phí quản lý từ công ty mẹ trả sang công ty ở Việt Nam, thì một trong những cái nội dung ở trong khoản phí quản lý đó đấy là hỗ trợ ở Việt Nam thực hiện công tác kế toán, ví dụ như thế. Tuy nhiên rằng là trên thực tiễn rằng là ở Việt Nam cũng có bộ máy kế toán rồi, có kế toán trưởng, có giám đốc tài chính, có đầy đủ kế toán viên rồi. Nếu bây giờ công ty mẹ lại thu thêm một cái khoản phí, cũng là khoản phí về việc là thực hiện việc kế toán nữa, thì như vậy nó gọi là trùng lắp về chức năng. Và một khi trùng lắp về chức năng như vậy thì cơ quan thuế họ sẽ yêu cầu giải trình là tại sao có sự trùng lắp về chức năng này. Nếu mà không giải trình được thì họ sẽ coi là cái chi phí đấy nó không hợp lý. Tại vì anh đã có bộ phận đấy rồi, tại sao anh lại phải trả phí cho bên công ty mẹ để thực hiện lại đúng cái chức năng của bộ phận ở Việt Nam rồi? Thì đấy là một trong những cái vấn đề mà cũng rất cần lưu ý, là phải rà soát lại chức năng của doanh nghiệp với cả những cái phạm vi dịch vụ của cái phí quản lý đó. Cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa mà các anh chị cũng rất cần lưu tâm, đấy là cái vấn đề là cái cơ chế tính giá. Cái cơ chế tính giá của cái phí quản lý, của những cái chi phí nội bộ tập đoàn ấy, nó phải nhất quán. Chứ không đơn giản là ví dụ các anh chị chỉ cần đưa ra một con số, ví dụ như là bây giờ tôi quyết định là thu công ty con 50 triệu một tháng phí quản lý, thì cơ quan thuế vào họ sẽ yêu cầu là anh giải thích cho tôi cái 50 triệu đó được tính toán như thế nào, làm thế nào để công ty mẹ lên được cái con số đó. Thì nó có rất nhiều cách để tính được cái ra được, để có rất nhiều những cái cơ chế, cái cách để xác định cái cơ chế tính phí đấy. Ví dụ như là cơ chế tính phí theo ví dụ như là cơ chế tính phí theo giờ làm việc. Chúng ta có một cái quy chế trên toàn bộ tập đoàn là giờ làm việc của các cấp giám đốc, cấp trưởng phòng, cấp nhân viên là bao nhiêu tiền một giờ, và chúng ta đã sử dụng trong một cuối tháng thì chúng ta đã sử dụng bao nhiêu giờ để cung cấp, công ty mẹ cung cấp cái dịch vụ, các cái dịch vụ quản lý cho công ty con, sau đó nhân lên với các số giờ thì sẽ ra được cái phí. Thì đó là một cách đấy. Hoặc là công ty mẹ có thể là một cái cơ chế nữa là phức tạp hơn, đấy là cái cơ chế mà dựa trên cái giá vốn. Ví dụ như là công ty mẹ có thể là tính dựa trên chi ra cái khoản chi phí này hết bao nhiêu tiền để thực hiện dịch vụ, hết bao nhiêu tiền từ nhân công cho đến các cái chi phí liên quan, sau đó thì tôi sẽ cộng lại, người gọi là markup ấy, tức là cộng vào khoảng tầm 5%, 7% để mà thu phí của công ty con đó. Thì
Nói chung là phải có một cái cơ chế tính phí rất là rõ ràng. Còn nếu mà không có một cơ chế tính phí mà chúng ta chỉ đưa ra được một cái con số thôi và không rõ được cái con số đó được tính từ đâu, tính như thế nào, thì cơ quan thuế cũng có quyền họ áp đặt cái con số đó, không chấp nhận cái con số đó. Các chị cũng rất cần lưu ý đến vấn đề đấy. Vấn đề tiếp theo nữa đấy là vấn đề liên quan đến cũng là liên quan đến giao dịch liên kết, đấy là vấn đề về chi phí lãi vay vượt mức. Ở đây chắc là các anh chị cũng nghe nhiều đến cái khái niệm là EBITDA rồi, là cái công thức ấy để mà tính ra được cái, tức là nó là cái EBITDA, nghĩa là sao, nó là bằng cái lợi nhuận thuần này trừ đi cái chi phí khấu hao này, trừ đi cái phần chi phí lãi vay này đó. Thì chi phí khấu hao trừ đi và cái lợi nhuận thuần trước thuế, trừ đi chi phí khấu hao, trừ đi chi phí lãi vay, rồi là thì cái chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp, nếu mà doanh nghiệp đấy có giao dịch liên kết. Còn nếu mà doanh nghiệp không có giao dịch liên kết thì không áp dụng việc này. Nếu mà doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì cái chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp, kể cả là cái lãi vay để đến từ cái việc là vay ngân hàng hay là vay các cái công ty liên kết, thì cái chi phí lãi vay nó không được làm sao, nó không được vượt quá 30% của cái công thức EBITDA đấy. Còn nếu mà chi phí lãi vay mà vượt quá 30% của EBITDA đó thì chi phí lãi vay sẽ không được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì hiện tại thì quy định thì có nới ra thêm một chút từ cái nghị định 132 năm 2020, thì cái quy định này còn nới ra thêm một chút là cái chi phí lãi vay đấy tuy rằng là không được trừ cho năm tài chính hiện tại, tuy nhiên là có thể là gọi là chuyển lỗ, nó gần như là khái niệm chuyển lỗ, có thể từ chuyển sang tối đa là 5 năm tiếp theo. Thì nếu mà trong những cái năm sau mà cái chi phí mà doanh nghiệp làm ăn tốt lên, tức là cái chỉ tiêu EBITDA của doanh nghiệp mà được cao, thì để mà đảm bảo rằng là cái chi phí lãi vay của cái năm đó cộng với chi phí lãi vay của không được trừ trong cái 5 năm gần nhất cộng lại không vượt quá 30% EBITDA, thì cái chi phí đó sẽ được trở thành chi phí được trừ của các năm sau. Các chị cũng rất là cái đề này, đây mở cơ của quan thuế để cho để hỗ trợ doanh nghiệp trong những cái thời kỳ khó khăn, tức là ở khi nào mà cái chỉ tiêu EBITDA của người ta thấp, khi doanh nghiệp trong những năm mà doanh nghiệp làm ăn khó khăn, lợi nhuận thấp đúng không ạ, thì EBITDA thấp thì lại, nhưng mà đây đã làm ăn khó khăn rồi, đã có lợi nhuận thấp rồi mà lại chi phí lãi vay lại không được trừ nữa, thì nó là những cái mà không thực sự là hợp lý với doanh nghiệp. Thế cho nên là cơ quan chức năng có mở ra một cái điều kiện, một cái cơ hội khác để những cái chi phí đấy, cái vay đó vẫn được trừ trong tương lai. Đó. Thì cái nội dung về lãi vay thì không nằm trong cái vấn đề trọng tâm mà hát em nêu ra ở đây. Tuy nhiên nhân tiện nói đến lãi vay thì cũng nhắc thêm những cái vấn đề khác liên quan về cái vấn đề về lãi vay khi mà phải chi phí lãi vay chỉ được trừ khi mà đã góp đủ vốn theo tiến độ. Thì cái đấy thì đơn giản thì chắc các anh chị biết rồi, hoặc là vay của cái cá nhân, tổ chức cá nhân thì không phải tổ chức tín dụng mà không được vượt quá 150% suất, thì cái suất bình quân thì các anh chị cũng biết rồi. Cái này thì chắc là nó là những cái vấn đề đơn giản, tuy nhiên là cũng có một số cái vấn đề nữa liên quan đến lãi vay mà các anh chị cũng nên lưu ý. Đấy là vấn đề về cái mục đích sử dụng của lãi vay, nó phải phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh. Thì làm thế nào để cơ quan thuế có thể xác định được việc đấy? Thì với cách tiếp cận cơ quan thuế thì có một số cái cách để mà người ta có thể đưa ra được cái vấn đề là chi phí để có phục vụ, chi phí lãi vay để có phục vụ mục đích kinh doanh, trực tiếp phục vụ mục đích kinh doanh hay không. Ví dụ như thế này, ví dụ khi các anh chị vay tiền đi vay ngân hàng với lãi suất là 10% và các anh chị phát sinh lãi vay từ đó, tuy nhiên rằng là ngay sau khi mà các anh chị vay ngân hàng thì các anh chị cho vay lại, có thể là cho tổ chức khác vay lại, có thể cho cá nhân khác vay lại cái số tiền tương đương như vậy, hoặc là thấp hơn như vậy, hoặc cao hơn như vậy, với cái lãi suất thấp hơn, ví dụ lãi suất chỉ 5%, lãi suất chỉ 7% thôi, thì rõ ràng là cái mục đích đi vay của anh chị thì nó không mang mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh, và cơ quan thuế có quyền loại cái chi phí lãi vay đó đấy. Thì loại ở đây là loại hết, tại vì ở đây họ xét về cái việc là mục đích đi vay không phải phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, cho nên họ loại ở đây là họ
quyền là loại hết cái phần chi phí lãi vay tương ứng với cái phần vốn vay cho đi vay, chứ không phải là họ chỉ loại cái phần mà chi phí lãi vay tương ứng với phần lãi suất cao hơn nữa, họ loại hết cái phần chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn vay. Ví dụ như các anh chị vay 100 triệu đúng không ạ, sau đó các anh chị cho đi vay lại 50 triệu với lãi suất thấp hơn, thì cái phần chi phí lãi vay tương ứng với phần 50 triệu các anh chị cho đi vay, cơ quan thuế có quyền loại hết. Thì các anh chị cũng lưu ý cái vấn đề. Hoặc là một cái trường hợp nữa cũng phổ biến, đấy là khi mà các anh chị có cái số dư tiền lớn, đúng không? Cái số dư tiền tiền mặt có tức là cái số dư kể cả tiền mặt hay tiền gửi, tiền tại quỹ hay tiền gửi của anh chị lớn, và các anh chị chưa có cái, không có cái kế hoạch sử dụng cái số dư tiền đấy một cách cụ thể, nhưng mà các anh chị vẫn đi vay thêm và phát sinh chi phí lãi vay, thì cái vấn đề đó cũng là một cái vấn đề cơ quan phải quan tâm, và họ có quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình lý do cụ thể của việc đi vay, hay là cái lý do, hay là cái kế hoạch chi tiêu cụ thể. Nếu mà mình không giải trình được thì cơ quan thuế có quyền loại cái chi phí lãi vay, vì họ nói rằng là anh đang dư rất nhiều tiền, tại sao anh phải đi vay để chịu thêm chi phí lãi vay, suy ra cái chi anh vay là có những mục đích khác, không phục vụ hoạt động kinh doanh, và chúng tôi không cho anh trừ cái chi phí lãi vay đó. Thì đấy cũng là cái vấn đề mà anh chị cần quan tâm. Đó. Đấy. Thì về sơ bộ thì đây là những cái vấn đề mà anh em, mà bên cạnh những cái vấn đề mà các anh chị đã biết rồi, cũng thường xuyên hay gặp rồi, như chi phí không được trừ, không liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, hay là vấn đề như là khấu hao tài sản cố định như thế. Thì đây là những cái vấn đề mà anh em chắt lọc ra trong những cái cuộc làm việc của cơ quan thuế, trong những cuộc thanh tra thuế, hay là trong những cuộc soát xét thuế hỗ trợ doanh nghiệp, để mà các anh chị nếu mà chưa để ý, chưa quan tâm đến thì nên lưu ý đến, để mà mình có thể chuẩn bị thành một cuộc thanh tra thuế hiệu quả nhất. Và thì với cái thời lượng 90 phút thì cái buổi chia sẻ hôm nay cũng kết thúc. Dĩ nhiên cũng hiểu là có rất nhiều cái vấn đề khác anh chị quan tâm, cũng như là có rất nhiều những cái nội dung khác liên quan đến cái phần thanh tra thuế này thôi, và chúng ta có thể đi sâu hơn, nói rõ hơn, nhưng mà vì cái thời lượng không cho phép là xin hẹn các anh chị khác, hoặc là các anh chị nếu mà có cái nhu cầu cái tư vấn cần làm rõ một số vấn đề cụ thể thì có thể liên hệ với ASM để cùng thảo luận được sâu hơn. Thì hy vọng là cái buổi talk show hôm nay thì cũng có mang lại những cái góc nhìn mới, những cái thông tin hữu ích cho anh chị. Thì sau đây nếu mà các anh chị có những cái vấn đề nào cần trao đổi, cần thảo luận, thì chúng ta có khoảng tầm 20 phút để chúng ta có thể hỏi về nhau. Cảm ơn các anh chị. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày của ông Bùi Mạnh Quân. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ chuyển tới phần Q&A. Nếu anh chị có câu hỏi có thể click vào biểu tượng vẫy tay trên màn hình để ban tổ chức có thể mở mic cho anh chị ạ. Ở đây thì ASM cũng đang nhận được một số câu hỏi của các anh chị trên phần chat. Vì có lẽ là sẽ chọn ra một vài câu hỏi để trả lời trước. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà có anh chị vẫn còn thắc mắc thì chúng ta vẫn có cả một cái group để chúng ta thảo luận với nhau, rồi là có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho ASM để mà thảo luận sâu hơn. Vì thời lượng có hạn cho nên là cũng rất xin lỗi anh chị là chắc chắn là sẽ không trả lời được hết tất cả các câu hỏi. Ở đây có chị ở đây thì chắc là đi từ trên xuống dưới thôi. Có chị Hương hỏi là công ty trích trước trên 33 năm thì có quy định sau bao lâu phải hoàn lại chứng từ không? Thì cái này theo quy định thì thực ra quy định về thuế thu doanh nghiệp ấy, thì chỉ có nói là gì ạ? Những cái khoản trích trước mà đến thời hạn chi mà chưa chi thì sẽ không được tính là chi phí được trừ. Thì thực ra cái mindset, tức là cái mà ở trong đầu các bác làm luật khi mà đưa ra cái quy định đấy, thì các bạn đang nghĩ đến cái trích trước là trích trước chi phí lãi vay. Thì khi mà mình trích trước chi phí lãi vay chẳng hạn như thế, nhưng mà đến cái kỳ hạn trả vay mà chưa chi thì cái chi phí đó sẽ không được đưa vào chi phí được trừ. Tuy nhiên trên thực tiễn ra các khoản trích trước thì nó có rất nhiều những cái chi phí khác. Ví dụ như cuối năm chúng ta trích trước tiền điện, tiền nước, chúng ta trích trước tiền phí kiểm toán chẳng hạn như thế. Có nhiều cái khoản trích trước khác nhau. Đó. Thì ở đây các anh chị cũng lưu ý là sao? Ở đây các anh chị cũng lưu ý là đối với cái trong cái những cái trường hợp mà những cái khoản trích trước đó ấy, thì khi mà cơ quan thuế vào kiểm tra ấy, thì họ sẽ yêu cầu là gì? Họ sẽ yêu cầu là
Tại cái thời điểm trích trước thì đương nhiên là mình chưa có hóa đơn, nhưng mà sau cái thời điểm trích trước là mình sẽ phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ để chứng minh rằng là cái khoản trích trước của mình nó hợp lý hợp lệ. Nó không có quy định cụ thể là bao lâu mình phải hoàn lại chứng từ, nhưng mà chắc chắn là khi mà cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra mà mình chưa có chứng từ, mình chưa có chứng từ cho cái khoản mà mình trích trước mà mình vẫn chưa hoàn nhập cái khoản trích đó, thì chắc chắn là chi phí đó nó sẽ là chi phí không được trừ. Các anh chị lưu ý việc đấy. Vì sao? Vì là ở đây thì chúng ta đều hiểu là cái thời điểm cơ quan thuế vào thanh tra thì thường là nó sẽ cách tương đối xa cái thời điểm mà doanh nghiệp đóng sổ, rồi là làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi làm báo cáo tài chính. Ví dụ như là chúng ta làm năm cứ cho là thuế vào một năm một lần đi, đúng không ạ? Thì chúng ta đóng sổ vào tháng 12 rồi chúng ta quyết toán xong xuôi vào tháng 3 thì ít nhất cũng phải tầm tháng 9 tháng 10 thì thuế họ mới vào. Thì tại thời điểm đó mình không thể giải thích rằng là đến thời điểm này cái hồ sơ trích trước tôi vẫn chưa đầy đủ, tôi vẫn chưa lấy được hóa đơn về, tôi vẫn chưa lấy được hồ sơ về đầy đủ được. Thế cho nên cái lập luận đấy nó cơ quan thuế họ sẽ không chấp nhận. Thế cho nên là chúng ta phải lưu ý rằng là nó không có thời hạn cụ thể, nhưng mà chắc chắn khi cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra thì chúng ta phải có đầy đủ cái hồ sơ chứng minh rằng khoản trích trước đó nó là phát sinh thực tế, có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Các anh chị lưu ý về vấn đề đấy. Mặc dù nó không quy định rõ ràng trong luật được, nhưng mà trên thực tiễn thì cơ quan thuế họ sẽ tiếp cận theo cái hướng đó. Câu hỏi tiếp theo của chị Huyền là ASM vui làm lưu ý đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm mà công ty trong khu ưu đãi thuế đó. Thì cái này thì như ASM vừa rồi cũng có trao đổi, nhưng mình cũng có trao đổi cũng một phần về cái vấn đề những cái lưu ý đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm rồi đấy ạ. Đấy là tại vì là đa số cái mô hình kinh doanh, tại vì ASM thì làm việc cung cấp mà dịch vụ cho tương đối nhiều cái doanh nghiệp phần mềm lớn trên thị trường. Thế nên là các anh chị lưu ý là đối với đa số các rất nhiều cái doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam bây giờ, mặc dù đăng ký là sản xuất phần mềm, tuy nhiên thực tế thì họ không làm phần mềm, họ không trực tiếp sản xuất phần mềm, mà là họ làm gì? Họ cho thuê nhân sự cho các dự án. Ví dụ như các dự án, những cái công ty ở nước ngoài hoặc là những công ty Việt Nam cần người để thực hiện một dự án phần mềm nào đó, thì những công ty phần mềm sẽ đứng ra làm trung gian và cắt cử người để tham gia những cái dự án đó. Những cái dự án đó không phải do họ tự họ phát triển, mà là họ được thuê, cụ thể đây là thuê nhân sự để mà cùng với cái doanh nghiệp khách hàng thực hiện dự án. Thì cái đấy nó đứng ở trên góc độ của cơ quan thuế thì họ không coi đấy là doanh nghiệp đang thực sự sản xuất phần mềm, mà họ thiên về cái việc là doanh nghiệp đang thực hiện cái công việc là gia công hoặc là đang thực hiện cái việc là cho thuê nhân sự. Và khi mà cơ quan thuế họ tiếp cận theo được cái đấy thì cái rủi ro cao là doanh nghiệp sẽ không được ưu đãi thuế thu doanh nghiệp cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Thì cái đấy là cái mà các anh chị mà đang làm công ty phần mềm rất cần lưu tâm đó. Và tương tự thế với cả doanh nghiệp mà được ưu đãi ở trong khu ưu đãi thuế thôi. Nếu mà ở đây công ty trong khu ưu đãi thuế ở đây mình hiểu là chị đang hỏi về địa bàn, đúng không? Từ ưu đãi về địa bàn thì cái ưu đãi về địa bàn ấy, thì cái quan trọng nhất để mà được hưởng ưu đãi về địa bàn là sao? Là cái thu nhập của anh chị nó phải được phát sinh ở trong địa bàn đó. Như cái trường hợp vừa rồi không có ví dụ ấy, nếu một doanh nghiệp sản xuất ở trong khu công nghiệp được ưu đãi trong khu công nghiệp nhưng lại phát sinh doanh thu ở ngoài khu công nghiệp, ví dụ lại phát sinh một khoản doanh thu bán hàng ở từ một cái kho ở ngoài khu công nghiệp như vậy, thì cái thu nhập đó sẽ không được hưởng ưu đãi, đúng không? Cái đấy rất là cần lưu ý. Chị Thơm có hỏi là công ty chi tiền đồng phục cho người lao động bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng, mua đồng phục có hóa đơn thì có thể không? Tức là công ty chị là vừa mua đồng phục cho người lao động, là vừa chi tiền đồng phục cho người lao động luôn, đúng không ạ? Cái này thực ra thì nó không quá rõ ràng trong cái việc này. Tức là ở đây các anh chị theo quy định thì nếu mà các anh chị chi bằng tiền thì không được vượt 5 triệu. Và nếu mà các anh chị chi bằng hiện vật thì cái đấy nó không giới hạn. Tuy nhiên rằng là ở đây mà chúng ta vừa chi bằng tiền xong rồi chúng ta vừa mua đồng phục thì đứng về mặt thuế thu nhập doanh nghiệp ấy thì sao? Đứng về mặt thuế thu nhập doanh nghiệp ấy thì là cái chi phí này cơ quan thuế họ thể lập luận là cái chi phí này là bị trùng. Anh đã chi cái tiền, anh đã mua đồng phục cho người lao động rồi thì tại sao anh lại phải chi tiền để cho người ta mua đồng phục bằng tiền mặt nữa?
thì cái chi phí này bị trùng như thế thì có rủi ro là không coi đấy là một trong hai khoản là không được trừ, mà khả năng cao là sẽ có khoản bằng tiền sẽ là không được trừ, thì đấy là rất là rủi ro. Nó có rủi ro nữa là về thuế thu nhập cá nhân, là sao, là bình thường nếu mà chi cho người lao động bằng tiền mà không vượt quá 5 triệu thì chúng ta ra cái khoản đó chúng ta có thể là không phải tính thuế. Nhưng mà vì ở đây chúng ta đã chi bằng hiện vật cho người lao động rồi, có hóa đơn hợp lệ rồi, mà chúng ta lại vẫn chi bằng tiền nữa, thì cơ quan thuế họ có thể nói là đấy, cái đấy bản chất khoản không phải là khoản tiền đồng phục nữa, mà chỉ là đơn thuần là một khoản thu nhập khác người lao động thôi. Có thể anh thay đổi tên, thay tên đổi họ đi, thay vì anh gọi là tiền là tiền lương hay là tiền thưởng thì anh gọi là tiền đồng phục để anh né thuế thu nhập cá nhân, thì đấy cũng là một cái rủi ro của cơ quan thuế họ. Tôi có tính cái này vào cái thu nhập cá nhân của người lao động, chị cũng lưu ý là như vậy. Khoản thu nhập phát sinh thường xuyên, nhưng chị Thủy hỏi là khoản thu nhập phát sinh thường xuyên nhưng không có trong danh mục đăng ký kinh doanh của công ty thì đưa vào 711 mãi được không, hay bắt buộc phải đưa 511 và thêm vào đăng ký kinh doanh? Thực ra đứng về mặt thuế thì không có vấn đề, thuế thì họ không quan tâm lắm, và đưa vào 711 hay 511 thì cũng vậy thôi, cũng vẫn là ghi có thu nhập thôi, trừ khi là công ty chị, doanh nghiệp chị đang được hưởng ưu đãi và theo ngành nghề, và chị cần phân biệt rõ cái thu nhập nào là thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi và thu nhập nào là không. Chứ còn nếu mà chị đang hưởng thuế suất thông thường thì về mặt thuế thì chị đưa vào 511, đưa vào 711 thì không quá ảnh hưởng về mặt thuế. Tuy nhiên rằng là để nói là cái vấn đề nó có rủi ro không thì nó vẫn sẽ có những cái rủi ro khác. Đấy là sao? Đấy là đứng về mặt mà đầu tiên ấy là đứng về mặt cái thu nhập phát sinh thường xuyên mà không có trong đăng ký kinh doanh này, mà thì chị cần làm rõ xem là nó có thuộc về cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không. Nếu mà thuộc về cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì đương nhiên chắc chắn là mình phải thỏa mãn các cái điều kiện của ngành nghề đó, thay đổi đăng ký kinh doanh và thỏa mãn các cái ngành nghề của các cái điều kiện ngành nghề đó thì mình mới được kinh doanh. Đấy, không thì mình sẽ có rủi ro là mình bị phạt vì mình kinh doanh khi mình chưa đủ điều kiện đấy. Còn nếu mà trong trường hợp nó không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì về nguyên tắc thì doanh nghiệp được làm những cái gì mà pháp luật không cấm, đúng không ạ? Doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên rằng là các chị cũng phải lưu ý rằng là quy định trong luật doanh nghiệp là sao, là khi mà mình thay đổi mình thay đổi cái hoạt động kinh doanh thì mình sẽ cần phải đăng ký với cơ quan chức năng về việc thay đổi đó. Thì cái khái niệm thế nào là thay đổi hoạt động kinh doanh thì nó rất là rộng. Thay đổi có thể là tôi thay đổi hẳn cái ngành nghề kinh doanh. Tôi đang kinh doanh, tôi đang làm kiểm toán thì tôi quay sang làm chứng khoán thì đấy là thay đổi hẳn. Hay là tôi chỉ cần là tôi đang làm kiểm toán, tôi đang làm tư vấn thuế, nhưng mà bây giờ tôi kiêm nhiệm thêm là tôi làm chứng khoán, tôi tư vấn môi giới chứng khoán thì cũng đã là thay đổi rồi. Thì cái đấy nó cũng là một khái niệm nó không rõ ràng. Thế cho nên đứng dưới góc độ của công ty tư vấn ý, thì ASM vẫn khuyên là nếu mà cái khoản thu nhập này là mình phát sinh thường xuyên mà mình không có trong đăng ký kinh doanh thì mình vẫn nên đi làm đăng ký kinh doanh trong cái thời gian gần nhất, mặc dù nó không có rủi ro trực tiếp về thuế nhưng mà nó có rủi ro về cái mặt đăng ký doanh nghiệp, cho nên là mình cần làm trong cái thời gian sớm nhất để mà hạn chế giảm thiểu tất cả những rủi ro đấy. Câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn nhưng thời gian phát sinh hóa đơn trước thời gian cơ quan thuế ghi nhận và bỏ trốn, thì cái này thì cũng đã như là mình vừa có trao đổi rồi đấy ạ. Tức là kể cả trong trường hợp mà phải hóa đơn của mình phát sinh trước cái thời gian mà doanh nghiệp bỏ trốn ấy, thì cơ quan thuế về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể có cái cơ hội để chứng minh với cơ quan thuế là cái tôi thực sự phát sinh cái chi phí đó, cho nên là cái chi phí vẫn hợp lệ. Tuy nhiên cơ quan thuế sẽ yêu cầu là doanh nghiệp phải chứng minh được rằng là doanh nghiệp có phát sinh cái chi phí đó thật. Nhưng mà làm thế nào để chứng minh thì nó là một cái vấn đề rất là nan giải, tại vì đa số những cái hóa đơn bỏ trốn nó là thuộc về cái nhóm là hóa đơn tiếp khách, hóa đơn công tác, hóa đơn tàu xe nọ kia đấy, rồi là hóa đơn văn phòng phẩm, tức là những cái lặt vặt. Thì đa số những hóa đơn những cái doanh nghiệp bỏ trốn thì nó tập trung, hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn thì nó tập trung vào những cái nhóm đó, và có thể là cái thời gian nó đã qua xa rồi, ví dụ vài ba năm sau mình nhìn lại rồi thì mình không thể chứng minh được là cái chi phí đó có thực sự phát sinh như thế nào. Cho nên là để cái trường hợp mà cơ quan thuế vào họ đã phát hiện ra, họ đã chạy cái biểu doanh nghiệp bỏ trốn mà họ phát hiện ra rồi thì rất khó để giải trình, và cái khả năng cao là mình sẽ bị loại.
cho nên là mình phải tiếp cận một hướng khác là mình phòng hơn là chống. Tức là trong một quá trình thực hiện cái công tác kế toán hàng ngày, doanh nghiệp các anh chị lưu ý là thường xuyên kiểm tra lại những cái hóa đơn rủi ro cao để xem có thuộc cái trường hợp bị bỏ trốn hay không, nhất là trước khi thanh tra thuế, rồi là siết chặt lại cái việc là mua bán hóa đơn ở những cái bộ phận như bộ phận sale hay bộ phận kỹ thuật hay bộ phận marketing, họ phải đi làm việc thị trường, đi gặp khách hàng nhiều và họ hoàn ứng bằng hóa đơn, cho nên họ khi họ đi mua hóa đơn thì mình phải siết chặt đấy, mình phải siết chặt lại cái việc phải chứng minh được đối với cả những cái người làm bộ phận phải chứng minh được cái việc là hợp lý, là phục vụ hoạt động kinh doanh. Ví dụ mình phải yêu cầu, ví dụ họ đưa hóa đơn tiếp khách về thì mình phải đưa ra yêu cầu rõ ràng là sao, phải chứng minh được là cái hóa đơn tiếp khách đó là phục vụ cho khách hàng nào, thời gian ở đâu, địa điểm như thế nào. Đấy, như vậy thì đấy là những cái yếu tố để mình giảm thiểu rủi ro này. Thì anh chị cũng lưu ý cái việc đó. Hỏi của chị Huy là chi phí sửa chữa nâng cấp phát sinh trên mặt bằng đi thuê giá trị cao thì mình ghi nhận như thế nào cho hợp lý nhất, do này phân bổ trong vòng 3 năm như phân bổ thì số tiền phân bổ hàng kỳ quá cao. Thì cái này thì chi phí sửa chữa nâng cấp này thì giá trị cao này ấy, thì thực ra ấy, là đối với cái vấn đề về nâng cấp cái về chi phí sửa chữa nâng cấp thì các anh chị luôn luôn là có hai cái option, hai cái lựa chọn ở đây. Một là các anh chị ghi vào là chi phí sửa chữa, đúng không? Để mà các anh chị phân bổ như thông thường phân bổ tối đa trong vòng 3 năm như thế. Nhưng mà trong trường hợp mà cái việc mà các anh chị nâng cấp đó, sửa chữa đó, nó làm thay đổi công năng sử dụng của cái mặt bằng. Ví dụ như là nó đang là một cái kho. Trước đây cái kho là nó vì một lý do nào đó nó chưa được nâng cấp, cho nên là nó chỉ chứa được 10 tấn hàng thôi. Bây giờ nâng cấp lên nó chứa được 20 tấn hàng. Thì rõ ràng là nó thay đổi về cái mặt công năng sử dụng. Thì các anh chị có quyền là ghi nhận cái chi phí sửa chữa đấy vào cái nguyên giá của tài sản, và các anh chị khấu hao nó trong một cái kỳ dài hơn cái việc phân bổ. Rất còn rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là sẽ chọn thêm một câu nữa để trả lời, rồi là có gì là những cái vấn đề khác thì ASM sẽ xem thêm, sẽ trả lời, rồi thì là thảo luận thêm trên group với anh chị ở đây xem là còn câu hỏi. Công ty vẫn chi trả lương cho người lao động trong thời gian người lao động nghỉ luân phiên do công suất sản xuất giảm thì chi phí lương đầu có tính vào được chi phí được trừ không? Cái này là chi phí này được tính vào chi phí được trừ, tại vì là cơ quan thuế thì cũng có những cái trường hợp, thì cũng có gặp những cái trường hợp nhất định là cơ quan thuế challenge việc này, tức là nghi ngờ về cái việc này. Tuy nhiên rằng là cái luận điểm cơ quan thuế đưa ra trong những trường hợp này thì nó không thực sự hợp lý, tại vì là dù là người lao động nghỉ luân phiên do công suất sản xuất giảm, tuy nhiên rằng là cái thỏa thuận của người lao động với cả là công ty là hợp đồng lao động thì nói rõ là người lao động sẽ được nhận lương theo tháng, đúng không? Không ngoại trừ một trường hợp nào không có trường hợp nào do năng suất giảm thì sẽ bị giảm lương hay không, thì đấy là cái chi phí cố định của doanh nghiệp. Thì một khi đã là chi phí cố định của doanh nghiệp rồi thì cái khoản đó mà con doanh nghiệp phải tuân thủ việc đó theo luật lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, và để đảm cũng như là để đảm bảo cho cái việc hoạt động liên tục của doanh nghiệp khi mà cái công suất sản xuất nó tăng trở lại. Tại vì nếu mà bây giờ không trả lương cho người lao động khi mà công suất giảm thì đến lúc mà có đơn hàng để mà tăng trở lại thì người ta nghỉ việc thì mình không có người để làm, cho nên cái chi phí này nó vừa là hợp lệ về mặt luật pháp, nó vừa logic về mặt kinh doanh, nó vừa để hợp lý về mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, thì cho nên là chắc chắn nó sẽ là chi phí được trừ. Thế chắc là còn lại cũng còn rất nhiều câu hỏi khác ấy, thì ASM sẽ tiếp tục chọn lọc, và nếu mà có những câu hỏi trùng nhau thì sẽ là trả lời đại diện câu hỏi đó, hoặc là có những câu hỏi hay thì ASM cũng sẽ xem và trả lời, và sẽ là trao đổi lại với các anh chị trên group sau. Vì hôm nay cái buổi hôm nay thì thời lượng hạn chế nên là cũng không trả lời hết được tất cả câu hỏi của anh chị, thì cũng rất mong anh chị thông cảm. Cảm ơn các anh chị nhiều. Nhiều mong là cái group của chúng ta sẽ tiếp tục là hoạt động sôi nổi trong thời gian tới, thì Quân thì sẽ phụ trách cái group này để mà có những cái câu hỏi hay là có những cái cập nhật tình huống thuế hay là có những cái văn bản mới quan trọng mà cái doanh nghiệp ấy cũng sẽ update cho anh chị. Tuy nhiên là cũng là rất mong cái việc là đóng góp của các anh chị nữa để chúng ta có thể là cùng trao đổi, cùng thảo luận với nhau để mà cái group của chúng ta nó ngày càng phát triển sôi nổi. Vâng, cảm ơn các anh chị.
Dạ vâng, vừa rồi là phần trao đổi giữa diễn giả và những người tham dự của chúng ta. Ban tổ chức nhận được rất nhiều câu hỏi khác và tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn nên ban tổ chức xin phép được dừng phần đối thoại tại đây. Mọi ý kiến thắc mắc thì anh chị có thể gửi đến hòm thư của ASM Hà Nội. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời các vướng mắc sau hội thảo. Và thốt sau thanh tra thuế và rủi ro trong quản lý thuế của doanh nghiệp xin được kết thúc tại đây. Và một lần nữa, ASM Hà Nội xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các diễn giả, các anh chị đến từ các doanh nghiệp đã tham dự trực tuyến hội thảo hôm nay. ASM hy vọng rằng với những chia sẻ mà các diễn giả đưa ra có thể phần nào giải đáp vướng mắc mà các anh chị đang gặp phải. ASM hy vọng rằng các anh chị và doanh nghiệp sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai và cũng hy vọng có thể trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp đi đến thành công đó. Xin chân thành cảm ơn.